cái vòng luẩn quẩn của đi nước ngoài mà thường các bạn miền Trung quê thành hay thậm chí là rất nhiều bạn ở Việt Nam hay gặp phải, đấy chính là chúng ta đi nước 3 đến 5 năm xong chúng ta lại về, và về không biết làm cái gì, hay thậm chí chúng ta một số cái dự định chúng ta có làm được nhưng mà nó cũng chẳng đâu vào đâu. Sau đây 3 đến 6 tháng chúng ta lại chán nản ở Việt Nam bởi chúng ta không theo được, về Việt Nam rồi mọi thứ nó bỡ ngỡ hay thậm chí là nó không tìm được cái lối đi cho chúng ta riêng. Vậy thì chúng ta lại quay cuồng trở lại, chúng ta lại đi nước tiếp. Và thậm chí khi chúng ta đi cái nước đầu tiên ấy, chúng ta Pháp hay thậm chí là chúng ta ở không có một cái mục tiêu dài hạn, dẫn đến cái việc tiếp theo chúng ta lại phải đi nước khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Vậy cho nên á, lời khuyên dành cho các em mà ít tuổi hay thậm chí bây giờ mà xác định đi nước ngoài, còn các anh chị lớn tuổi thì Thành không phép, là xác định mục tiêu cho rõ ràng, đi nước nào cũng được. Nếu đã xác định nước ngoài rồi là chịu khổ, chịu khó. Trừ khi việc các bạn ở Việt Nam thì thoải mái, thậm chí là theo cái vùng quay Việt Nam Thành không nói. Còn đi nước ngoài rồi ấy, xác định đi dài và đi bền. Hoặc là xác định trước khi quay trở về Việt Nam làm việc lâu dài ấy, thì phải có một cái lộ trình cho Thành. Chứ đừng về rồi loanh quanh 3 đến 6 tháng chúng ta lại đi, lại gọi, lại quay vào cái vòng luẩn quẩn. Và các bạn đừng có quên là Alpha vẫn luôn tuyển sinh lớp D4 cho kỳ tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Và visa D2 kỳ tháng 3 và tháng 9 cho những bạn có TOEIC. Và hơn nữa Alpha có đào tạo TOEIC 3, 4, 5, 6. Chi phí du học không đồng, Thành sẽ hỗ trợ các bạn mượn. Cái thứ ba là Alpha có hỗ trợ các bạn đào tạo về EVS, đi xuất khẩu lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Lưu ý nhớ ủng hộ Alpha.